Duy, anh bây giờ anh đang muốn mua cái căn nhà ở cái khu bên Trần Xuân Soạn, khoảng tài chính khoảng trên 4 tỷ thì xíu, em có cái nào? Dạ, tại 61 anh đang có căn 4 tỷ rưỡi, 4 tỷ 4, cái này là anh nhu cầu mua ở hay là cái này anh mua ở thôi, hẻm rộng rãi đi xíu, không cần gặp được. Thì ở trong cái khu vực này thì nói chung là em cũng gửi cho anh tham khảo á, và cứ tầm 5-6 căn rồi, nhưng mà em cũng chọn lọc lại, chắc là em gửi cho anh nhiều để anh có một cái sự đánh giá thị trường thôi. Nhưng mà nhu cầu ở thật á, thì em thấy là 2 căn này là phù hợp, cái căn này trong tổng số là 4 tỷ rưỡi á, thì diện tích mình cũng 14, và đầu có 2 phòng thì ở gia đình cũng được, với lại cái này là nhà mới thì mình vô ở thì nó phù hợp với mình á. Rồi bên hẻm 791 thì cũng có căn, nó cũng khoảng cỡ tầm 4 tỷ 2, mà cái căn 4 tỷ 2 bên 791 ấy thì diện tích nó bé hơn một chút, nó không lại được theo 4 nhà mới luôn. Anh thấy cái căn mà 861 sẽ 72 á, sẽ 5 gì đó cái căn đó. Hôm nay chào anh là 4 tỷ 7 không nè. Nhưng mà nó thật sự cái tầm tài chính của anh với cái căn đó anh cũng quá cao quá. Ở 4 tỷ 2 được không? Cái giá này em làm là hết, bây giờ là hết tổng là 4 tỷ rồi. Đó là bây giờ là anh cái tầm giá nó 4 tỷ mấy anh mua đúng không em? Cái tầm tại vì mình đã nhắm khu vực mình là khu vực băng băng bay rồi, mua sao cho nó hợp lý tỷ lệ nhu cầu mình mua ở cái tầm 4 tỷ 2 bây giờ của anh. Thì em giới thiệu nhiều cái căn khác ở khu vực này luôn, nhưng mà ví dụ như là 4 tỷ 2 mình ở cái nhà, ví dụ như là cái nhà nó nhỏ hơn hay là cái vị trí nó lại đi mua sâu hơn thì nó cũng khó. Trong cái 4 tỷ đó giờ anh có thể là tầm một cái bay ngân hàng chẳng hạn, em cố thêm 300 một tháng anh cũng trẻ có bao nhiêu tiền thôi. Vay ngân hàng thì ai đã nói, bây giờ anh phân tích cho em này. Bây giờ thứ nhất là thời điểm Covid này rất là khó khăn, chả ai mà tìm có tiền mặt được như anh đâu. Anh không có vay ngân hàng vậy đó, bây giờ anh đã còn thiết đi ra công chứng luôn, hoặc là đã cục vậy đó, anh không vay ngân hàng thì hỏi chủ nhà thì giá đó có bán không? Theo cũng có báo chắc là bây giờ họ cũng sao mà cho phù hợp, chắc là em cũng làm cho anh một giá sao nó tốt nhất. Bây giờ cái căn đấy thì anh cũng hết rồi, tương lai nếu mà trường hợp này Covid nó cũng qua rồi thì thị trường và tương lai nó cũng còn lên nữa, rồi thì nó cũng không thể nằm nhẹ xuống được nữa. Thì giờ anh cố gắng sao anh 4 tỷ 2 thì nó rất là khó, nó cố trong thì chỉ có lên 1 tỷ đấy, thì nó kéo cũng nhẹ hơn thêm một phần. Lên 1 tỷ là bao nhiêu bây giờ? Lên 20 nữa hả? Không, lên chỉ như vậy. Thực chất là bây giờ chỉ nhẹ hơn 4 tỷ nữa là cũng phần bớt chút chút để anh xem có làm những tình trường hợp thì nó kèm nằm nhẹ xuống được với bây giờ 4 tỷ 2 bây giờ lên 4 tỷ từ nó 4 tỷ 2 là tiếp tục và anh cũng bị khó rồi lại 4 tỷ rồi. Bây giờ anh thấy á, bây giờ em đưa ra cái ưu điểm gì cho anh thì anh thấy cái hẻm nó cực kỳ nhỏ rồi, vô hả, vô và đi vô một là bạn vô hẻm thứ ba rất là sâu, hai là đi vô bên trận sạch vô sâu lắm. Thì anh thấy mỗi lần nghe hẻm mình mua nhà anh không biết nhà anh ở đâu, nó sâu quá làm sao mình thấy được. Thì sâu quá, hẻm sâu quá, cái đường nói chung là đi cái đấy nó hơi vòng, nhưng mà cái đường đi á nó tính ra là đi nó dễ đi, tại vì cái đường vô nó rộng chứ nó không có bị nhỏ, cho nên cho dù là vô hơi một chút nhưng mà anh đi xe rồi chở đồ thì cũng ok. Với lại ở khu đấy thì mình quen lên rồi. Bây giờ anh 67 thì khó theo cái tầm giá bé hơn thì anh chỉ mua được những cái nhà hoặc là đằng sau nó thôi. Với lại cái nhà nó không đẹp, nhưng mà bây giờ anh mua những cái căn nhà ví dụ như là thấp hơn một chút thì em kiếm cho anh được 4 tỷ 2 thôi, nhưng mà anh giờ anh chi phí sửa anh thêm 300 triệu nữa, nhưng mà tính ra cái giá thành nó cũng cao hơn nhiều khi cái nhà anh mua được đẹp hơn. Ủa ví dụ trong trường hợp nè, anh không nói nhiều về cái giá thì anh suy nghĩ sao đi. Bây giờ ví dụ trong cái sổ nè, anh thấy có một cái sổ là 4 nhân cho dài 16, mà tại sao là nó có cái nhà thứ nhất là nhà, nhưng mà anh thấy là đã là 2 lầu rồi, nhưng mà trong sổ nó đi có 1 lầu, như vậy sao? Căn này anh căn này xem bao nhiêu tiền ạ? Thì cái căn mà phải 4 tỷ 2 đó là coi như là thực tế ở ngoài biết, rồi. Cái căn này em biết mà, tại vì cái căn này nó ở trong hẻm 91 đó. Nhưng mà tại vì em biết sao, cái căn này nó ở cái khu là hoặc là nó cũng bị dính cái quy hoạch, cho nên không xây dựng cao tầng đó. Cho nên cái căn này là anh xây dựng được 2 lầu nhưng mà anh không được thành công. Còn cái khu này là khu dân cư kiến trúc rồi, cho nên cái pháp lý thì nó ok hơn chứ. Rồi, cho coi là cái đó là bị quy hoạch, gọi là quy hoạch là xây dựng không được xây cao tầng phải không? Rồi còn trường hợp ví dụ trong cái sổ nè, rồi 3 mét phía trước nó gạch nè. Rồi cái này là mua là phải trừ tiền lại cho anh chứ nó đâu tính tiền được. Tại vì nó đúng nè, lộ giới mà còn lộ giới không được công nhận nữa sao tính tiền được. Còn cái phần lấy cái này để trừ ra cho anh nữa. Chứ không phải đâu thì cái
giá người ta chỉ nói, ví dụ như là anh xem cái tăng là 4.2 là 4.15 đi, nhưng mà họ chỉ có nói anh là cái phần đấy là cái sử dụng thôi, chứ thực chất là anh mà xem giấy tờ căn đấy nó khác là nhiều hơn căn này, căn này mua 2 mét, căn đấy mua 3 mét. Em tính như vậy là sai rồi á. Bây giờ tổng cái diện tích anh thấy một số căn khác là thổ cư công nhận bao nhiêu thì anh nhân lên giá tiền thì anh phải tính trên khoản đó. Còn trong khi cái căn này á nha, 3 mét phía trước này nè, nó đã gạch nó bỏ đi rồi, anh không tính cái số tiền mà chia trên mét vuông 3 mét này thì giá đổi lên rất là cao đó. Thì gần như là cái căn này nó tính 3 mét phía trước là tính tiền luôn. Đấy, không, tại vì bình thường những khi mấy bạn chào cho anh chưa có xem kỹ thông tin rồi, tại vì ví dụ như là mấy cái căn này mấy bạn chào cho anh là 4.15, anh chia cho những 4.15 là cái đơn giá, sau anh nhân lại lấy cái vuông đơn giá là anh nhân lại cho cái giá này, nhưng mà thực chất 4.15 đấy thì sau một cái cột trong sổ thì công nhân 4.15 cũng là 4.15 thôi, anh phải chia cho 4.15 mét vuông giá thực tế là mình nhận lại cái này. Để cái thị trường này thì em cũng chuyên mua lại cho nên bây giờ nói cái này em biết là, nhưng mà theo em ví dụ như bây giờ mình giá mua một căn nhà em định giá như thế nào, em làm sao ví dụ như nhìn vô cái nhà này em định giá như thế nào, định giá như thế nào? Thì những cái căn nhà này thì em cũng nhiều thị trường thôi, thì em nhìn thấy những cái căn này nó đã giao dịch được, tại vì em làm một cái khu mà em sẽ nắm được những thông tin nó đã giao dịch rồi, em lại nhìn khu vực công ty giao dịch rồi. Nhưng mà bây giờ biết rồi, cho là dù vậy bây giờ có cái sự phản ứng rõ ràng đi, thì bây giờ em lấy là em lấy cái diện tích đất với diện tích nhà đi hay là em còn chung với nhau? Đúng rồi, em chỉ trừ ra chứ. Ví dụ như là cái nhà này thì nó có cái xây dựng mà em chỉ trừ ra chứ. Rồi thì chị biết thì giờ em tính thêm cái vuông này, tính thêm cái vuông này. Cái vuông thì khoảng một cái vuông này. Năm triệu, nhà đẹp, nhà này như là nhà cấp 4, nhà cấp 4. Nếu mà nhà đó cũng như thường thường thì em không có tính nhà thì em sẽ bỏ cái nhà luôn. Rồi sau đó họ bán nhà, họ cộng số nhà càng cao càng cao mà. Thực chất là nếu mà cái nhà cấp 4 mà anh mua ở khu này là khách mua thì họ cái tâm lý là họ không có tính nhà đâu, thì vì họ để mua là họ thì mua đúng là sẽ mới. Ý của em là bây giờ em lấy cái tiền giá đất em nhân lên, rồi sau đó em cộng cái tiền giá nhà trên mét vuông em nhân lên, em cộng hai cái với nhau thì là định giá ra căn nhà phải không? Nó tính lên một cái giá nhà mới. Rồi với lại bây giờ cái khu này á, em biết quy hoạch không? Có, bên em thì có mấy cái thông tin quy hoạch sơ bộ, em có thể xem sơ. Xem ở đâu? Bên em thì có, bên em thì có quen biết ở trong cái cơ quan, họ cũng có chia sẻ một vài cái bản vẽ, cho nên bên em thì xem đây được, em đi xem bên khác. Còn ví dụ như em làm cái môi giới mà em không có cái, em không được xem quy hoạch được cho khách à? Tức là bên em có, tức là anh sẽ đi xem nhà đi rồi em về công ty rồi em làm khách. À, các tên cái phần mềm của bên em được luôn. Rồi ví dụ như mà muốn mà ra văn bản là phải ở đâu? Cái này ra văn bản thì anh lên ủy ban, nhưng mà thực chất là cái ra văn bản nó chỉ là cái thủ tục thôi, còn anh đã xem mà trên ủy ban họ đã xác nhận cho anh ấy là chắc chắn rồi, tại vì sau tức là cái thông thường ấy thì về họ cũng rất là thủ tục để nó ra văn bản trước khi tới đó để xem xong một chút rồi sau này ra đi thôi. Bây giờ anh thấy cái trường hợp đó là dễ là dạng như là sổ hồng sổ đỏ, dễ lừa đảo lắm, thì bây giờ cái pháp lý như thế nào thì cũng rồi ví dụ mua bán là hình thức như thế nào rồi em thấy là lo lắng mà cái sổ đấy chưa ok lắm thì lúc mà tập khảo ấy thì em sẽ nói chủ là ra phòng công chứng thành viên phòng công chứng thành viên để ra phòng. Bây giờ á, ví dụ thôi bây giờ anh ra dự kiến cái căn mà 4.7 á, em đang nói 4.4 em có thể làm được cái chủ không? Bây giờ anh dự kiến anh vay khoảng anh vay tầm khoảng 2 tỷ đó, thì bây giờ em tư vấn về mặt bây giờ anh căn đó 4.4 không? Anh có thể thuyết phục là anh 4.4, anh có khoảng 2.4 còn anh vay 2 tỷ, thì bây giờ anh muốn dùng cái tài sản anh vay luôn thì em tư vấn giùm anh làm sao để anh mua nhà được và anh không có phải đi vay chỗ khác mà anh dùng tài sản anh. Bây giờ mình thanh toán 2.4 tiền mà là đang vay thì bên em cũng làm từ cái bên ngân hàng cũng nhiều thì cái tiền lại vay nó cũng là mình phải có tổng 1% thì ngân hàng cũng không phải đóng tiền anh đó hơn 1% rồi đó. Dạ thì bên em cũng có nhiều đơn vị đó thì không anh không cần đơn vị bên anh có rồi, em bên anh tư vấn dùng cho bên anh là cách mua như thế nào và trả tiền như thế nào thì hơn tất thì bây giờ anh đã học được
rồi xong rồi đang đọc bây giờ đang đọc 200 cái này đây rồi đi 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 này không tướng á thì hợp đồng đấy gọi là hợp đồng mà thế chấp tín dụng không? Thì khi mà công ty xong ngân hàng họ sẽ làm họ sẽ để cho mình ký hợp đồng họ sẽ đưa về họ sẽ đưa ngân hàng họ sẽ làm cái tài khoản cho bên người bán họ sẽ chạy cho bên bán họ sẽ không phải làm việc về vay tiền thì anh ra lấy sổ thì bộ ngân hàng sẽ chạy cái vay. Em nói dài dòng quá, có phải trường hợp như thế này không? Bây giờ anh đặt cọc 200 phải không? Đặt cọc 200 trước khi đi ra công chứng mua bán, phải không? Thì anh sẽ ký với ngân hàng một cái hợp đồng là anh sẽ vay của bên ngân hàng là 2 tỷ, là còn lại là 2 tỷ 2 thì anh sẽ là thanh toán tiền mặt cho chủ nhà. Còn 2 tỷ vay ngân hàng đó thì bên chủ nhà chỉ mới nhận được tiền vào trong tài khoản chứ chưa rút ra được, phải không? Đó, cái hình thức là đó, ok. Em hỏi thử lại chủ nhà có được hình thức như vậy có được hay không? Bởi vì trong trường hợp này là 2 tỷ này là ngân hàng nó đang khóa lại nha. Nó đang khóa lại, chưa chủ nhà chưa có thể rút ra tiền được. Mà chờ đến lúc bên anh là sang tên ra được đó. Hình thức anh đang ngân hàng như vậy đó. Dạ, cái này thì em có làm việc trước đi. Quá ngân hàng là được, không? Rồi là cái bước sau cùng khi mà ví dụ ra sổ tên anh rồi vậy là nhận được tiền hay là sao? Đúng là khi mà ra sổ tên anh rồi thì lúc đấy anh có còn cần phải làm cái gì nữa không khi mới nhận được tiền? Có chứ, tức là khi mà ra sổ tên anh rồi thì ngân hàng với anh cũng sẽ cùng đi làm cái thế chấp, sau khi làm cái thế chấp rồi ngân hàng sẽ về. Vậy là thêm một bước nữa là anh với ngân hàng đi ra phòng công chứng thế chấp là anh đã thế chấp cái tài sản này, ký công chứng hợp đồng nộp vào bên quận mới trả hồ sơ ra lại và bên ngân hàng nữa là cái tài sản cái thế chấp nó nằm trong sổ và đã đăng ký thế chấp thì bên kia mới nhận được sổ, không? Rồi, ok, rồi em suy nghĩ lại ha.